Vi Thỏ, người ấy là ai tung ảnh hẹn hò Hồng Thái sau tin đồn rạn nứt lộ tướng phu thề. Người ấy là ai mùa 4 khép lại với màn tác hợp thành công cho anh chàng Nguyễn Hồng Thái đến từ Hà Nội, trợ lý huấn luyện của một chương trình đào tạo kỹ năng mềm thông qua các trải nghiệm thực tế. Và cô nàng Vi Thỏ, CEO trong lĩnh vực làm đẹp. Hậu chương trình lên sóng, cặp đôi liên tục được bắt gặp công khai phát cẩu lương, chăm chỉ tương tác qua lại trên mạng xã hội. Điều này khiến người yêu mến Hồng Thái Vi Thỏ vô cùng thích thú, kỳ vọng đôi trẻ sẽ có những bước tiến xa hơn trong tương lai. Giữa sự quan tâm của mọi người, mới đây Vi Thỏ lại khiến hội ship cô với Hồng Thái thích thú khi khoe ảnh hẹn hò với chàng trợ lý điển trai. Đằng sau nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi, nữ CEO đính kèm ảnh. Khoảnh khắc ghi lại, Vi Thỏ Hồng Thái ngồi cạnh nhau. Trong khi nữ CEO cầm máy selfie, chàng trợ lý 25 tuổi ngồi sau tạo dáng cute. Nàng cũng không quên tag tên chàng vào ảnh. Bài viết của Vi Thỏ lập tức thu hút hơn 6.000 lượt bày tỏ cảm xúc. Ai đi qua cũng để lại bình luận khen họ dễ thương đẹp đôi, thậm chí có tướng phu thê. Giống những lần trước đó, Hồng Thái cũng có phản ứng dưới hình ảnh đối phương chia sẻ. Anh nhận định, mình và Vi Thỏ như sinh đôi. Nữ CEO sau đó lầy lội nhắc nhở Hồng Thái. Thế cô gái rửa bát hết chưa? Đáp lại, chàng trợ lý rủ Vi Thỏ đi ăn xôi xéo. Qua những động thái này cho thấy, mối quan hệ giữa Vi Thỏ và Hồng Thái vẫn đang tiến triển khá tốt, dù chương trình Người ấy là ai đã khép lại được một thời gian. Trước đó, tại chương trình Người ấy là ai, chàng trợ lý cũng bày tỏ hy vọng trên chặng đường sắp tới, anh và Vi Thỏ sẽ có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Kết thúc chương trình, nam chính Nguyễn Hồng Thái đến từ Hà Nội, trợ lý huấn luyện của một chương trình đào tạo kỹ năng mềm, thông qua các trải nghiệm thực tế đã tìm được chân ái. Anh bị cô nàng Vi Thỏ, chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp, chinh phục. Cả hai sau đó đã cùng nhau dắt tay rời khỏi Người ấy là ai trong sự chúc phúc của MC Trấn Thành, ban cố vấn và đông đảo khán giả. Chia sẻ về đối phương, nam chính bày tỏ anh ấn tượng với bề ngoài của Vi Thỏ và tính cách hay cười, nhiều năng lượng từ đối phương. Về phần Vi Thỏ cho biết, Hồng Thái đúng gu mình. Cả Hồng Thái và Vi Thỏ đều rất hài lòng trước kết quả nên duyên đầy tuyệt vời này. Chàng trợ lý cũng hy vọng, trên chặng đường sắp tới, cả hai có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Chia sẻ về Hồng Thái, Hot Girl không khỏi phấn khích cho bạn trai 10 điểm và cho hay, Thái ở ngoài đời cực kỳ hiền và ít nói, thường là chỉ nói và Thái chỉ là người nghe thôi. Thực ra thì mỗi người đều có một công việc khác nhau, và nếu mà mình và Thái quyết định tiến xa hơn nữa, thì tất nhiên mình sẽ cực kỳ thông cảm cho Thái và công việc của Thái. Tại vì cả công việc của mình và cả công việc của Thái đều khá là bận, và thật sự cả hai đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, nên mình sẽ biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư của bản thân như thế nào cho phù hợp, khiến hai người khi yêu nhau sẽ được thoải mái hơn và không cảm thấy bị gò bó. Vi Thỏ chia sẻ thêm. Tại đây, Vi Thỏ cũng chia sẻ bản thân khá là khó tính, tuy nhiên cũng là một người cực kỳ dễ xúc động, nhất là trong chuyện tình cảm. Vi Thỏ chia sẻ về những chuyện tình trong quá khứ. Thực ra thì mình cũng mới trải qua 2 mối tình thôi, và những mối tình ấy đều khiến mình phải khắc cốt ghi tâm. Mối tình gần nhất cách đây đã 2 năm, mình quyết định dừng lại khi phát hiện ra người yêu của mình lừa dối mình. Trong 2 năm đó, một phần do công việc của bản thân mình cũng khá là bận, một phần là mình cũng hơi đắn đo, không biết bản thân mình đã sẵn sàng để tiếp tục một mối quan hệ mới hay chưa. Nên là sự độc thân của mình kéo dài đến tận khi gặp Thái như bây giờ.